Nghĩa muốn chia sẻ đó là bộ phim này là được quay cách đây 2 năm rưỡi rồi, và bây giờ thì mới ra. Cho nên là sau khi mà đã vượt qua rất là nhiều khó khăn thì ngày hôm nay Nghĩa cảm thấy rất là vui. Và Nghĩa vui cho ekip và Nghĩa rất là hồi hộp, bởi vì bộ phim này là bộ phim mà có Nghĩa đóng. À, giữa cái anh hỏi là cái hài của Xuân Nghị, hài Xuân Nghị và cái này cái chất của Hồng Kông rồi làm sao để cho nó hòa quyện vào, thì đó là cũng là một cái sự cố gắng của bản thân Nghị cũng như là của ekip. Anh đạo diễn cũng đã thông tư tưởng cho Nghị rất là nhiều và cũng đã giúp đỡ rất là nhiều, cho nên là Nghị mới hoàn thành được tốt cái vai diễn này. Trong cái bộ phim này thì lúc đó đạo diễn vẫn thích Nghị sử dụng giọng Phú Yên. Giọng Phú Yên đó là cái mục đích của vai diễn, chứ không phải là mục đích của diễn viên, của bản thân Nghị, của kịch bản. Là mục đích của kịch bản chứ không phải là của Nghị đó. Cho nên là Nghị nghĩ là sẽ là một điều rất là thú vị, bởi vì vừa có rất là nhiều đa sắc thái ở trong cái vai diễn đó, và sự bất ngờ lật ở cái cuối cùng cũng sẽ là gây sự bất ngờ cho quý vị khán giả. Nhưng mà một phần em nghĩ là cái sự hơi trì hoãn của bộ phim này là không kém may mắn, thì vì 2018 mới là cái năm 2018-19 mới là cái năm mà xã hội đen mafia nó quay lại trên mạng, trong cả YouTube mọi trên mặt phương tiện, thì trong đây phải là cái may mắn cho ekip thì những cái trào lưu em quay chỉ là đúng năm nay. Có lẽ trong cái rủi nó có cái may, bởi vì thực ra là bộ phim đã gặp rất là nhiều khó khăn trong những cái khâu kiểm duyệt cũng như là dựng phim hậu kỳ, nhưng mà đúng vào cái thời điểm này thì Nghị nghĩ là nó cũng là một cái gì đó cộng hưởng vào và giúp cho bộ phim có thể được quý vị khán giả ủng hộ nhiều hơn. Dạ, anh cứ nghĩ đoàn đã được vừa rồi ra được 1 triệu người follower, tức là một doanh thu rất khả quan của phía trước quốc gia tiến luật. Cái bộ phim này mình gặp áp lực khi mà với sánh với lại một cái thành công quá lớn đó của lại chị 13. Hai cái chất hoàn toàn khác nhau. Vô Gian Đạo và chị 13 là hai cái chất hoàn toàn khác nhau. Vô Gian Đạo thì nó mang cái tính chất là ở casino lừa bịp và tình anh em, cũng có tình anh em cũng giống như ở chị 13, nhưng mà ở đây thì cái tính chất nó khác hơn. Dạ. Vậy thì cũng nghĩ là cái bộ này, cái thông điệp mong muốn mình có đến của bộ này là như thế nào? Bộ phim này có cái thông điệp mà Nghị nghĩ là liên quan tới tình anh em, tới tình cảm, tới sự trung thành và sự phản bội. Họ kéo một phần hôm nay cũng gặp gỡ Xuân Nghị, thì mình biết là Mr. Tô như vừa hoàn thành xong đã cái Bộ Đời Chợ Mới tìm truyện rồi, không biết là mọi người mong đợi gì đối với cái series đó? Bộ Đời Chợ Mới tìm truyện. Dạ. Anh nghe thông tin nào ở đâu? Ủa, đã biết Mr. Tô chia sẻ là đang thực hiện. Vậy mà em chưa được nghe luôn. Chắc phim lần này Mr. Tô không muốn có Xuân Nghị. Dạ vâng, dạ, cảm ơn rất nhiều. Dạ. Cảm ơn.